Sự thật, Ngọc Hoàng 200 triệu năm tuổi và những bí mật đấu tranh tôn giáo chưa biết trong nguyên tác Tây Du Ký. Ít người biết rằng, trong Tây Du Ký phiên bản gốc ẩn chứa một sự thật vô cùng thú vị. Trong nguyên tác, thực ra có rất nhiều bí mật được giấu kín có liên quan đến sự đấu tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo. Ẩn ý đằng sau đó không đơn giản như hình ảnh chúng ta xem trên phim. Chẳng hạn như nguyên nhân chính về sự náo loạn của Tôn Ngộ Không tại Thiên cung mời các bạn cùng tâm linh cuộc sống khám phá bí mật trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm linh cuộc sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Đại náo thiên cung. Như Lai Phật Tổ đã nói Tôn Ngộ Không là một con khỉ không biết trời cao đất rộng, đã trải qua 1.750 năm khổ luyện. Còn Ngọc Đế, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tu luyện với hơn 1.750 kiếp. Mỗi một kiếp kéo dài 129.600 năm. Vì vậy, việc nhắc đến tuổi tác thì Ngọc Đế ít nhất cũng đã hơn 200 triệu năm tuổi. Nghĩa là nếu áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, thì có lẽ Ngọc Đế ra đời vào kỷ tam điệp nhưng ở đây có một chi tiết nhỏ mà nhiều người thường bỏ qua. Chính là tại sao lại gọi mỗi 129 triệu 600 năm là một kiếp? Đó là vì bối cảnh của Tây Du Ký. Mỗi một chu kỳ như vậy trôi qua thì trời đất sẽ bị hủy diệt và tái sinh một lần. Vậy nên tất cả các vị thần không thể tránh khỏi hai giai đoạn. Một là 500 thiên kiếp và hai là 129.600 năm đại kiếp. Trong toàn bộ thế giới Tây Du Ngọc Hoàng Đại Đế đã trải qua 1750 lần thế giới bị hủy diệt và tái sinh, trở về thời kỳ hỗn độn sơ khai. Ngọc Hoàng Đại Đế đã trải qua hơn 1700 lần thế giới thay đổi. Sau một thời gian dài như vậy, khó mà tưởng tượng được tâm trí của ông ấy có thể sâu sắc đến mức nào. Kế hoạch của Ngọc Hoàng. Mọi hành động cố ý của Ngọc Đế trước đây đều có thể lý giải được, từ việc cố tình để Tôn Ngộ Không vừa mới sinh ra đã bất tử nếm đủ các món ăn trên thế gian rồi lại dẫn dắt y đến đạo tràng của Tổ sư Bồ Đề học hỏi. Nếu nhìn lại tuổi của Ngọc Đế, không ít người nghĩ rằng Tổ sư Bồ Đề có thể chính là một trong những phân thân của Ngọc Đế. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, không có bất kỳ căn cứ nào. Nhưng mục đích chính của Ngọc Hoàng lúc này có phải là đặt một quân cờ phía bên Như Lai Phật tổ hay không? Chúng ta đều biết trong thế giới Tây Du Ký có Tam Thanh, Tứ Ngự và Ngũ Lão mặc dù bên ngoài thứ tự địa vị được sắp xếp như vậy, nhưng điều này không đại diện cho sức mạnh tuyệt đối. chẳng hạn như Như Lai Phật Tổ, nếu xét về tuổi tác và thứ bậc, ngài lại nhỏ hơn Ngọc Đế rất nhiều. trong nguyên tác Tây Du Ký, vào thời điểm cuối cùng khi trời đất lần đầu mở ra, Như Lai Phật Tổ vẫn chưa hẳn là một nhân vật mạnh mẽ. vì vậy mặc dù trong Tây Du Ký không có đề cập rõ ràng về tuổi tác của Như Lai, nhưng có thể thấy xét về bậc trưởng. Ngài vẫn đứng sau tứ đại thiên vương. Nhưng lực lượng Phật giáo do Ngài dẫn đầu lại vô cùng tài năng, như tứ đại Bồ Tát và 500 vị A-la-hán đều có sức mạnh đáng kể. Đây là điều khiến Ngọc Hoàng quan tâm, nhưng mối lo lớn nhất của Ngài không phải là sức mạnh cứng rắn của Phật giáo, mà là khả năng truyền bá đức tin của họ. Cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến Phật giáo, người ta vẫn thường nghĩ đến lòng từ bi và lời khuyến thiện. Không một ai có ý thức phòng thủ trước nước tin ấy một cách tự nhiên. Đối với Ngọc Hoàng, một sinh vật đã sống hàng tỷ năm thì sức mạnh không phải là vấn đề, nhưng việc mất đi niềm tin của người khác lại là điều khiến ngài cực kỳ lo lắng. Có người nói, đâu cần quan tâm đến tín ngưỡng làm gì, thì trong trường hợp này lại không như vậy. Nếu bạn cho rằng họ không tranh giành về tín ngưỡng, vậy tại sao Như Lai Phật Tổ lại cho phép kim thiền tử đầu thai thành đường tăng? Về Tây Thiên lên Phật cổ kinh, sau đó lại mang về đại đường. Mục đích cuối cùng chẳng phải là để truyền giáo sao. Đức tin của đại đường chính là một miếng mùi ngon và có sức mạnh quan trọng với những vị thần tiên này. Kế hoạch của đạo gia Tôn Ngộ Không được một vị đạo sĩ nuôi dưỡng và hướng dẫn để náo loạn thiên cung. Sau đó Ngọc Hoàng lại cố ý mời Như Lai Phật Tổ đến để chấn áp con khỉ này dưới ngũ hành sơn. Phật Tổ có đôi mắt trí tuệ sáng suốt, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai nhìn thấy Tôn Ngộ Không nên quyết định sẽ thu nhận và sau đó tìm cho hắn một sư phụ tên là Đường Tăng. Một quân cờ của đạo gia như vậy đã được sắp đặt. Nhiều người cho rằng như Lai Phật Tổ vì muốn cảm hóa mà sắp xếp cho Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên Lý Kinh. Nhưng thực chất tất cả những điều này đều là ép buộc. Tôn Ngộ Không không tự nguyện làm công việc này chỉ là vì như Lai Phật Tổ quá mạnh nên hắn không thể chống lại được. Nhìn về phía đạo gia, Ngọc Hoàng Đại Đế lại thực sự trở thành nạn nhân khi cả thiên cung của ngài cũng bị phá hoại. Đảo tiên cũng bị tôn ngộ không ăn mất. Điều quan trọng hơn, nếu tổ sư bồ đề thực sự là phân thân của Ngọc Hoàng Đại Đế, thì danh tính vị chủ nhân của kế hoạch này thực sự sẽ được tiết lộ. Một kế hoạch được sắp đặt cẩn thận tỉ mỉ như vậy, đến tôn ngộ không cũng phải nghe lời, thì chưa bắt giới, gia tăng cũng tương tự. Chỉ cần đập vỡ một cái ly là bị xử tội, chọc ghẹo hàng Nga cũng bị ném xuống hạ giới. Điều này vừa nghe qua thì có vẻ bất hợp lý. Nhưng đây cũng chính là sự thay đổi sang tối giữa những quân cờ. Mặc dù như Lai Phật Tổ cũng là người có sức mạnh to lớn, nhưng nếu xét về sự tính toán vẫn chưa bằng Ngọc Hoàng Đại Đế với hơn 200 triệu năm kinh nghiệm. Giá trị của những quân cờ Thực ra, khi Tổ sư Bồ Đề truyền dạy cho Tôn Ngộ Không, Ngài đã rất tận tâm. Tuy nhiên, tổ sư lại không hề đề cập đến kiếp nạn 129.600 năm kia. Rõ ràng là ngài không nghĩ rằng một con khỉ lại có thể vượt qua một đại kiếp nạn như vậy. Thậm chí đến khi thế gian diệt vong, không biết Tôn Ngộ Không sẽ đi về đâu nữa. Từ quan điểm này có thể thấy, trong mắt người lão làng như Ngọc Hoàng Đại Đế, thì những kẻ hộ duệ này căn bản là không quan trọng. Nhiều lắm cũng chỉ là những quân cờ. Về tuổi tác của Tôn Ngộ Không, thực ra cũng có thể ước lượng được bởi vì hắn gắn liền với các triều đại hiện thực. Khi Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đi lấy kinh, thì đại đường thịnh trị đã bị áp bức suốt hơn 500 năm, nghĩa là vụ đại náo thiên cung xảy ra vào khoảng năm 12 sau công nguyên. Theo lời giải thích của Ngọc Hoàng Đại Đế, thì Tôn Ngộ Không chỉ là một yêu quái cấp bậc nghìn năm, thậm chí còn chưa đạt một phần nhỏ của con số 120.000 năm, nên không thể xếp vào hàng những vị đại năng thông thiên. Tuy nhiên, xét về Tây Du Ký năng lực của Tam Thanh không nhất định vượt trội hơn tứ ngự, nhưng địa vị của họ có lẽ còn cao hơn. Không quan trọng họ có lớn hơn Ngọc Hoàng Đại Đế hay không, nhưng họ chắc chắn là những người có thể vượt qua đại họa. Trong chương thứ 35, Yêu Quái Kim Giác đã giải thích cho Tôn Ngộ Không về nguồn gốc của Tứ Kim Hồ Lô rằng, đây là một loại pháp bảo được tạo ra từ nguyên khí hỗn độn khi trời đất mới khai sinh, do Thái Thượng Lão Quân hóa thành nữ oa nương nương, phổ độ cứu vớt nhân gian lập nên núi Côn Lôn với ngọn nguồn tuyệt diệu. Từ nguyên tắc có thể thấy, Thái Thượng Lão Quân đã xuất hiện từ rất lâu, ngay từ lúc khai thiên lập địa của thời đại này, ông cũng là một trong những người có thể sống qua được đại kiếp nạn. Tuy nhiên, việc Như Lai Phật Tổ có thể khiến Ngọc Hoàng Đại Đế quan tâm đến mức độ như vậy cũng chứng tỏ rằng Như Lai không phải là một nhân vật tầm thường. Rõ ràng ngày ấy cũng có cách để giải quyết vấn đề này. Phật giáo phá được thế cục mặc dù biết được ngọc hoàng đại đế đã sắp xếp tôn ngộ không làm quân cầu của mình nhưng phật tổ vẫn cẩn thận thu nhận con cờ này nếu đã đọc qua nguyên tắc bạn sẽ thấy đây hoàn toàn là quá trình tôn ngộ không loại trừ tâm ma của chính mình thực ra không hề có tôn ngộ không và lục nhĩ hầu mà chỉ là tôn ngộ không đang đấu tranh với chính bản thân mình cuối cùng đã thoát khỏi con quỷ bên trong và thực sự đã có được phật tánh mặc dù tôn ngộ không vẫn có thể nhớ lại những chuyện cũ nhưng cũng không còn đối đầu với như lai phật tổ nếu cộng thêm danh hiệu đấu chiến thắng phật sau khi thỉnh được chân kinh thì việc tôn ngộ không là quân cờ của phật giáo hay đạo giáo lại càng khó xác định nếu xét theo quan điểm trên thì tây du ký thực sự còn là một tác phẩm thú vị hơn rất nhiều đó không chỉ là những xung đột giữa các nhân vật mà giống như một bàn cờ của trời đất qua nhiều kiếp những bậc cao nhân đang đi từng nước cờ còn những nhân vật chính mà chúng ta thường nghĩ thực ra chỉ còn là những quân cờ. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, chúc bình an đến với tất cả các bạn.